Ê trai, ốc phượng, ốc phượng nha, con đi một tô. Chào mọi người, chào ông bà cô bác nhé. Hôm nay thì trời rất là mưa cô bác ạ. Thời tiết ở trên vùng cao này đang ảnh hưởng của cái đợt không khí lạnh ấy, nên là hôm nay trời rất là mưa rét. Đó, hôm nay thì Xuân Thiều cũng đang có mặt tại nền nhà của em Dìa. Hôm nay thì cũng tích cực để mà đào móng. Đó, bà con đang đến đây để phụ giúp gia đình đây. Một cái thời tiết cũng khá là lạnh và mưa phùn nhỏ nữa, nhưng mà mọi người cũng cố gắng để mà đến đây cùng với lại gia đình em Dìa tiếp tục đào móng. Do là cái khoảng thời gian vừa rồi gián đoạn rất là lâu rồi, nên là gia đình cũng rất là xót ruột đấy các bác ạ. Đó, mọi người cũng đội mưa đội gió để mà đến cùng giúp gia đình đào được những cái đường móng để cho kịp ngày thợ vào khởi công cái công trình ở trên bản các bác ạ. Đó, bây giờ thì cũng mời ông bà cô bác cùng đồng hành và theo dõi những thước phim của Xuân Thiệu để xem là bà con ở trên bản đoàn kết này cùng chung tay giúp đỡ gia đình đào những cái đường móng như thế nào cô bác nhé. Đó, như ông bà cũng thấy này, mọi người vừa đào nhưng mà vẫn mặc những cái bộ quần áo kín người, chứng tỏ là trời rất là lạnh. Đây, mọi người đang tích cực để mà đào móng đây cô bác. Xin chào. Trời mưa rét thế này, chào mọi người nhé. Trời mưa rét quá. Ôi dạ, em và vẫn còn đội mưa kín mít thế à? Hả? Ôi trời ơi, đang đào đường phở buồng à? Ồ. Vừa mưa vừa lạnh, em Ly sao lại không lấy cái mũ về đội vào để đầu chọc thế? Lạnh quá nhỉ, hôm nay trời lạnh quá. Nhưng mà trời mưa thế này mọi người vẫn làm ư? Ôi dồi, đôi này vẫn còn cố gắng để mà đào đấy cho nó kịp đấy. Ủa, lạnh thế. Bố đây cả chân tay rồi. Xin chào. Ôi dồi, nhìn cứ như là con thỏ hay con gì ấy, như là con gấu rừng ấy. Hôm nay là trên này thời tiết là tay là cứng hết rồi. Ôi dồi, nhưng mà lạnh mưa gió thế này, mọi người nếu mà ấy quá thì mưa thì nghỉ tạm thời đã. Nhưng mà thời gian nó gấp gáp quá anh ạ. Thời gian gấp gáp quá. Cũng phải làm. Cũng phải cố gắng thôi. Quá gấp rồi. Hả? Thế đo kiểu gì đấy? Đo cái trong buồng ngủ vào đấy á? Thế là cho cái thời gian thò sang bên này à? Thò sang đầu bên này. Ồ, anh cứ tưởng là làm cái buồng nó thụt vào đó, thò ra ngoài thế thì bây giờ cái phía ngoài kia nó bị kiểu như là cái đất tân ấy. Nhân hiểu. Thế là bây giờ là mình khắc tự đo buồng thôi ư? Vâng, bây giờ mình khắc tự đo anh ạ. Ôi dồi. Thế là vẫn quyết tâm là làm phòng mỗi bên một phòng à? Vâng, mỗi bên một phòng ấy. Anh tưởng là hôm trước anh bảo là dồn về một bên này vẫn làm một mỗi bên một phòng. Vẫn làm mỗi bên một phòng để sau này vợ chồng con cái đấy. Nhớ đâu xích mích còn cách xa nhau ra. Đây, mọi người thi nhau như là đào đất chứ, nhưng mà cũng phải chùm kín đầu các bác ạ, để chứng tỏ biết là cái thời tiết nó lạnh buốt như thế nào. Chân tay hôm nay là đi đường là thấy cóng lắm rồi. Vâng, đây tay là không rũa được, không thả có cả mà cầm nắm được rồi các bác ạ. Đó, nếu mà lạnh mưa thế quá thì bảo mọi người nghỉ thôi. Vâng. Còn cứ cố lắm thì lại ốm ra ảnh hưởng sức khỏe đấy. Vâng. Đó. Đây mà đựng cái đứa mong chỉ đo tủ ra những chỗ không phải. Làm bao nhiêu mét cái buồng rộng ra bao nhiêu mét? Cái này rộng ra là 2m6 thôi. 2m6 thì à? Vâng. 2m6 cả tường á? Không, cả tường đấy. 2m6 là lấy mét 2m6 rộng luôn. Ui giời, phủ bì 3m đi. Phủ bì 3m thì bao nhiêu thì lọt lòng bao nhiêu thì kệ. Chứ em bây giờ đo 2m6 lọt lòng hay là 2m6 phủ bì? 2m6 lòng anh ạ. Vâng. Thế 2m6 lòng thì cũng vào gần 2m8 3m phủ bì. Vâng. Cứ đo lấy 3m phủ bì đi thì nó vâng. Còn bao nhiêu thì được. Thì vâng. Cứ trừ đi 20 phân đi. Để trừ đi 20 phân từ gài nữa. Phố tẻ. Bây giờ cần cái
cầm cái đồ cũng bảo là bốt tay lắm. Hôm nay phải xuống chắc phải đùa xuống 6-7 độ quá. Vâng, 6-7 độ. Qua trời vẫn còn nóng rực. Anh em đi bản vẫn còn mặc quần áo cộc vã mồ hôi nhỉ, nhưng mà chỉ sau một đêm thôi, nhưng mà thời tiết đúng là thay đổi nhanh như thời tiết. Vâng. Không thể trở tay kịp các bác ạ. Đó. Bên này là đào xong nhỉ? Bên này đào xong rồi anh ạ. Ờ. Cái móng ngoài này là đào xong rồi. Bóng ngoài này, hết rồi á? Vâng. Phía bên ngoài hết rồi á? Phía bên ngoài là hết rồi. Ờ, nhưng mà úi dồi, em đi chơi quả áo hịn hết đi đào móng á? Vẫn còn chơi hai cậu khác à? Rét quá. Khả năng là chưa hết công lực á. Chưa hết công lực là nó vẫn còn lạnh như thế đấy. Hết công lực nó phải vãi cả mồ hôi ra nó mới được chứ. Cái buồng ấy mình không cần đào sâu lắm đâu. Vâng. Nhưng mà vẫn phải đổ răng hết thì nó mới được. Vâng. Rồi, nếu cho nó khất rồi đi hả? Đồng vui nhé. Hôm nay đông người đến nhất rồi. Ồ, còn tạch ta. Nhưng mà cái buồng hình như là anh thấy cái đường bóng này chéo rồi hay sao ấy? Chưa. Có phải không? À, bên này có chưa sửa ấy sao? Cứ sửa rộng ra để mà ấy. Ui, như thế này khả năng là có tuyết rơi ấy. Tuyết rơi thật đấy. Đóng ban anh ạ. Uốt hết cả tay rồi cô bác. Đấy, bà con đội mưa đội rét để mà đến giúp gia đình của bác ạ. Một cái thời tiết có lẽ là ai ở trên này thì mới cảm nhận được cái độ rét nó như thế nào. Đó. Hãy tốn mấy tuần nữa mà. Lao quả quay về đây xem nào. Lao quả. Con đấy là con gì, con thỏ con gì đấy? Hôm nay không biết là giống con gì được á. Quá là lạnh. Cũng rất là gấp gáp rồi nên là cũng phải mưa gió cũng phải làm thôi ông bà các bác ạ. Nếu mà không làm thì sợ lại không kịp ngày thợ vào làm nữa. Đó, hôm nay thì mới gọi là 2-3 hôm để mà tiếp tục đào móng ấy. Nhiều các ông bà các bác bảo là sao không bảo em Phứ sang mà làm. Thế nhưng mà bây giờ em Phứ chưa sang được các bác nhá. Bây giờ nói chung là em Pà đang sinh rồi, em Hờ thì chưa về. Bây giờ thì em Phứ sang thì cũng không có ai ở nhà mà chăm sóc cho em Pà được nữa. Nên là hôm trước anh em vào mép vực thì cũng bảo em Phứ bảo là có thu xếp để sang bên này làm được không. Thì em bảo là bây giờ thì không ai ở nhà. Nếu mà em ấy sang đây thì không ai ở nhà mà nom cho chị Pà được nữa. Tại vì chị Pà bây giờ chỉ một mình thôi, không có ai cả. Anh Hờ thì phải đi làm xa rồi. Nên là có lẽ là nếu mà không... Không liên hệ được với em Hờ để mà về chỗ chăm em Pà thì chắc là em Phứ cũng lại phải nán lại một thời gian nào đó để mà ở nhà chăm sóc cho em Pà trước các bác ạ. Hay sau đó thì nói chung công việc ở trên này bên này còn nhiều lắm. Từ giờ ăn Tết chắc gì đã xong. Tính như em Diền này nếu mà làm quả nhà độ đại choác cái này từ giờ ăn Tết chắc gì đã có nhà mới. Ở trên này bây giờ rơi vào thời tiết này không được thuận lợi cho lắm. Thời tiết này chắc là cũng chỉ một đợt này thôi, nó cũng không được ấy đâu, nó lạnh một đợt. Bây giờ là tháng này có đỡ anh ạ. Hết tháng này thì nói chung là phải có đóng ban ở trên núi rừng rồi. Đóng băng núi rừng á? Vâng, năm nào cũng có đóng ban ấy. À. Thế là rất là lạnh luôn. Mùa này đi làm thì hơi khó một tí. Hôm nay mưa quá, nhẽ ra hôm nay em không bảo là bà con vẫn tích cực để mà hộ đào móng thì chắc anh cũng không vào đây á. Lấy ra đi đường phải nói là cầm tay lái xe còn không có cảm giác gì mà. Lấy ra cứng hết tay. Lấy ra hôm nay là anh em mình phải có ngày chủ nhật để nghỉ nhưng mà. Nhưng mà thôi mọi người đến đây làm được thì mình cũng đi được. Vâng, có phải làm anh ạ? Cũng phải làm thôi. Mưa nhìn như thế thôi nhưng mà bên kia. Đây này, xung quanh này mưa to mưa dài rồi. Đây nhà có bác. Đấy, trời dưới kia đang mưa trắng hết trời rồi kìa. Mưa ơi. Kiểu như là mưa dày ấy. Đó. Nhà bà con vẫn đội mưa đội gió để mà làm đấy. Nha. Tức là đo để lấy ấy á. Vâng, để lấy cái tim máu. Tim cứ đào rộng ra xong là cái đấy làm gì đã đến tim. Nếu mà muốn lấy tim phải đo từ tim đến tim thì mới được chứ. Ý sao đấy? Chỉ ý sao đấy?
em và em và chơi chơi có quả mũ hai nhỉ, kín biết như thế à? Tôi nào để hiện chỉ cho tản cho thử, tôi nào để hiện ít chỉ pe hả? Là các thợ vườn đây. Ồ, một mình một góc à? Rồi cha ta đẩy hiện thôi, để cái tua nó đọt tù, lúc cháu thì chỉ. Thanh niên này có áo hoa đẹp thế? Chịu. Hả? Hả? Không đẹp á? Thế này là đẹp rồi, nhìn hoa sặc sỡ thế này. Người yêu tặng à? Hay là mua? Người yêu tặng hay mua? Tặng á? À? Ây da! Đẹp quá. Oh. Em vào xuống đào đi để cho chị em xúc lên. Hả? Em đứng đứng trên để các chị em đào thứ khoét thứ. Em cao cuốn kín mít vào nhìn cứ như là gì đấy không nhận ra. Chị em nào chị nào chị đấy là cứ phải cuốn kín mít đầu thế này vào. Thế là hai bên là hai buồng. Vâng, hai bên hai buồng anh ạ. Thế còn cái đường trong này có đào không đào được thì cứ thế xây lên á. Vâng. Cái đường đằng sau này này. Đằng sau này là không đá cứng thì cứ thế mà xây cái cứ thế là xây xây lên à. Cái dàn móng xung quanh sao là xây lên. Ờ. Vâng. Thế thì mình phải xây cái móng nó cao bằng cái đằng sau này, nó tính cái móng nó phải phải đổ dàn lên cái nền này á. Vâng, vâng ạ, bởi vì là bên đằng trước này thì thấp hơn ấy, bên đằng ngoài sau này thì do cái đá trước không khoa được, không khoa khoa không được thì nó sẽ cao hơn. Thì mình sẽ gọi là tông vào cái chỗ sân này để cao bằng cái này. Nghĩa là cao bằng cái đường móng đằng sau này. Cao bằng cái đường móng đằng sau này. Để mình lấy cái đường móng đằng sau này làm chuẩn. Đúng rồi. Cái này cứ bảo thợ người ta lấy mặt bằng. Vâng, lấy mặt bằng. Đâu thì người ta không biết. Vâng ạ. Nhưng mà theo anh thì cứng cái này khéo khéo rồi xây lên là cũng được rồi. Nhưng mà đổ răng nữa thì và là đổ lên trên cái đá này luôn này. Vâng. Đấy. Nếu mà đặt trước kia cũng có đá như thế hết là có ngon hơn. Trước đặt trước cái mềm quá, nhỉ. Vâng. Trước không đào thu vào một tí đâm ra là cho đúng cái mép mềm rồi. Vâng. Thế bây giờ lại tính hiên thò ra ngoài nữa thì lại xuống cái chỗ đất trước đổ ra. Vâng. Đất này là cái này anh. Hả? Đất này đất mình đào lên á. Cái hiên mà. Cái hiên ở bên này toàn là đất cứng anh ạ. Bên đây á. Vâng, đây là toàn là đất cứng, đất củ ấy. Vâng. Đất củ nhưng mà mình cũng phải đào nó sau lên, sau xuống. Đằng sau đấy là, đằng trước đấy là đào được rồi à? Vâng, đằng trước này là đào được rồi. Vâng. Ừ, sâu ư. Đây tôi là đất cứng mà. Thế bây giờ là đào vòng quanh nữa là được cái gì? Vâng, bây giờ đào vòng quanh nữa là được anh ạ. Vâng. Đào cái đấy, cái đường móng phòng đấy, đào nó phải phẳng ra một tí mới được em ạ. Nhưng mà khai khó. Đào kiểu dốc dốc cái này. Trên cao dưới thấp thế này. Như này làm nó khó lắm, làm cái móng thì mình phải đào nó bằng bằng một tí đi. Mất khó thành một cái mặt bằng ấy thì tin thợ anh em người ta làm mới được. Hóa ra tổng hiểu chưa? Mất khó ở tổng hai á. Đúng rồi. Chờ như bao một tiền thì khá đi mình tao. Vòng à? Em đi có cái mũ đội vào đây không ướt hết đầu à? Thế này. Không có. Trời ơi. Anh chơi quả đầu đinh đội mưa đội gió à? Sáng nay không mưa. Sáng nay không mưa? Sáng nay lúc đào là không mưa à? Bây giờ là nó mới mưa đúng không? Mưa mới lạnh. Cái này bắt đầu chạm vào đá rồi đây này. Vâng. Thế những cái hòn đá này là chúng bóng là cứ kệ nó như thế gì? Vâng, cái đá này cứ kệ anh, sau này mình có tâm vào nữa. Sau này còn phải thêm đá vào đấy. Là cái sảnh xúc lên là đường mà. Không có sảnh xúc à? Trước hình như có 2-3 cái sảnh mà. Có nhưng mà đâu anh? Hả? Có nhưng mà lại đâu rồi à? Ôi trời. Thì đâu bóng lại bảo là có lại đâu rồi. Thế này thì gầy to rồi. Không biết chắc toàn lấy cái ấy về cào thế à? Cào nó. Cào vào cái hốt đá này thôi gì? Vâng, bảo là cào vào cái hốt nó nhanh hơn. Còn ở trên này hình như là toàn dùng cái này nó tiện hơn hay sao ấy nhỉ? Tiện hơn với lại xúc vào trong cái kim sao là mình còn lấy đi đổ bên kia đấy anh ạ. Nghĩa là xúc mang đi xa đổ luôn. Vâng, mang đi xa. Chứ là không phải là ở gần nữa. Vâng, ở gần thì mình mới dùng cái xẻ. Đi đào móng nhà hỏi xẻ đâu lại không biết đâu. Kéo cái xẻ ra một người xuống xúc. Em bà, xong là hất nó lên. Thiếu một cái đá đi vào, khá đi. Đấy, bộ này em vào có làm chân nào ở đây không?
Có làm chân thợ nào ở đây không? Không. Không á? Ồ. Không biết làm á? Không biết làm phải học chứ. Không biết làm đi học nó khác biết phụ vữa hoặc là làm thợ thì nó mới nên được chứ. Đủ người hết rồi á? Ồ. trước tưởng đi học thành tài rồi. Thế thì thợ nó hẹn hôm nào vào nó làm? Thợ là phải ngày nào? Thợ hẹn là ngày mai thợ vào anh ạ. Ngày mai thợ vào đây á? Vâng, nếu mà không mưa anh ạ. Ồ. Vâng. Có mưa thì không biết phải bao giờ nữa cơ. Ồ, như thế này thì đào móng chưa xong lại vào làm sao mà là kịp làm được? Hôm nay một ngày đấy thì chắc là từ giờ đến tối để không gần xong ấy. Gần xong á? Vâng. Bây giờ chưa được một nửa ấy, lấy đâu ra xong? cái đằng sau kia thì cũng không cầm nhìn nữa mà. Chủ yếu là đằng trước. Mà đằng trước này. Vâng. Bây giờ đào đường buồng nữa mới lại vào đây nữa là được đúng không? Vâng. Đấy, cứ cố gắng thôi. Ê, phải mưa to cũng phải làm á, thế này à? Vâng, cái này nếu mà mưa làm được vẫn cứ làm thôi. Làm đến khi nào mà mưa to quá thì chắc là phải nghỉ. Đội mưa để mà đào móng ấy. Lấy mũ đội cho chồng ư? Lấy cái đấy đội được mà cho tóc nó ướt được. Đội lên. Mấy khi được vợ quan tâm thế? Hay là còn kêu à? Chảnh không theo đội à? Hả? Đã chú mất chi à? Tức là anh ấy không theo đội á? Ôi giời ơi, mấy khi được vợ quan tâm thế, bây giờ lại còn chảnh như thế thì lần sau vợ không theo lấy thì lúc đấy mới lại bảo là không theo quan tâm gì. Nó mà chiều. Đấy nha cô bác, hôm nay thì nhà em Dìa tiếp tục khởi công đào móng. Hôm nay thời tiết thì cũng đã có sự thay đổi rồi cô bác ạ. Trời mưa rét rất là nhiều, nhưng mà cũng do cái thời gian nó là rất là gấp rút rồi, cũng phải tranh thủ mà đội mưa để mà đào cái móng cho nó được hoàn thiện, sau đó thì anh em thợ người ta mới vào làm cô bác ạ. Bây giờ nếu mà không khẩn trương tích cực làm thì sẽ không kịp thợ người ta định ngày vào làm rồi ấy, nên là cũng phải khẩn trương mà làm thôi. Hôm nay bà con cũng đang đến đây để mà cùng phụ giúp gia đình để mà đào nốt những cái đường móng chia phòng ấy và xung quanh cái ngôi nhà nữa. Phía đằng trước này thì cũng đã đào được rồi, bây giờ thì còn đào phía đằng sau với lại những cái đường móng phòng chia nữa thì sẽ được hoàn thiện cái móng của bác ạ. Đó, thầy thợ thì cũng hẹn mai kia thì họ sẽ vào đây để mà chính thức đặt những cái đường móng đầu tiên cho cái công trình chỗ nhà em Diệp. Họ Xuân Thiều cũng xin được cảm ơn tới ông bà cô bác Mạnh Thường Quân đã gửi về những cái khoản hỗ trợ rất là lớn cho gia đình, để cho gia đình tới này có được cái ngôi nhà nó được kiên cố nữa ở trên bản đoàn kết này cô bác nhé. Có lẽ là Xuân Thiệu hôm nay cũng xin chia sẻ cái video ngắn của mình hôm nay ở đây thôi. Cũng hẹn gặp lại các ông bà, các bác ở những phiên lần sau. Mong là các ông bà, các bác cùng quan tâm và theo dõi.